rạng sáng ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại trận tứ kết lượt về Champions League giữa Chelsea và Real Madrid, trong tình huống ghi bàn mở tỷ số cho kền kền trắng ngay tại sân vận động Stamford Bridge, qua đó gần như chấm dứt mọi nỗ lực của Chelsea. Chân sút người Brazil Rodrigo đã tái hiện lại hình ảnh mà các cổ động viên Los Blancos từng được chứng kiến rất nhiều lần. Anh chạy ra góc phải khán đài của sân vận động, bật lên và xoay người lại về phía đồng đội một cách đầy ngạo nghễ. Đúng, đó là pha ăn mừng kinh điển, siêu của Cristiano Ronaldo. Đó không chỉ đơn giản là một động tác ăn mừng của Rodrigo, mà nó còn gợi nhớ lại hình ảnh một huyền thoại giải đấu, hình ảnh của người đã giúp đội bóng này 4 lần chạm tay vào ngôi vương. Khi được hỏi về tình huống đó sau trận đấu, Rodrigo thừa nhận với cánh truyền thông: "Trong thời khắc đó, tôi đã dự định ăn mừng theo kiểu trượt dài trên cỏ. Nhưng trong một phút giây suy nghĩ, tôi đã chọn kiểu ăn mừng của thần tượng Cristiano Ronaldo. Quả thật đó là một hình ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của các cầu thủ trẻ. Những người xem Ronaldo như là hình mẫu mà bản thân luôn mong muốn hướng tới, là một hình ảnh mang tính biểu tượng, có thể sẽ được tái đi tái lại rất lâu sau nữa." Vậy siêu bắt nguồn từ đâu và siêu đã được ra đời như thế nào? Và vì sao siêu lại mang đến một trào lưu đến tận ngày nay? Dù người tạo ra nó thì đang bước những bước cuối cùng của sự nghiệp quần đùi áo số ở tận Trung Đông xa xôi. Việc ghi bàn trong những trận cầu đỉnh cao vốn đã khó, việc trở thành chân sút có nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại theo thống kê của FIFA lại càng khó hơn ấp vạn lần. Còn với Ronaldo, anh vẫn đang nâng cao thành tích đó với 835 bàn thắng. Đối với một cầu thủ có khả năng ra sân và ghi bàn hàng tuần, ắt hẳn câu chuyện sẽ ăn mừng như thế nào sau mỗi lần lập công là một trăn trở đối với Cristiano Ronaldo, đặc biệt là sau ngần ấy bàn thắng. Không chỉ Cristiano Ronaldo, một số tiền đạo hàng đầu khác cũng thường tìm kiếm cho mình những kiểu ăn mừng đặc trưng, chẳng hạn như động tác ăn mừng kiểu robot như Peter Crouch, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Raul Gonzalez, bắt chước một võ sĩ quyền Anh của Wayne Rooney, hay đơn giản là những điệu nhảy samba truyền thống của các vũ công Sele cao. Song tất cả những màn ăn mừng mang tính thương hiệu nói trên ắt hẳn sẽ không thể mang đến một trào lưu như cái cách mà Ronaldo đã và đang mang đến. Thực tế siêu không phải là kiểu ăn mừng đặc trưng đầu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong suốt 20 năm chơi bóng đỉnh cao của mình, Cristiano Ronaldo đã mang đến cho người hâm mộ những bàn thắng và các pha ăn mừng đáng nhớ trước khi siêu được ra đời. Có một giai đoạn ngắn vào năm 2011, Ronaldo ăn mừng bàn thắng bằng động tác giơ tay như kiểu khoe vuốt và đang chộp lấy thứ gì đó. Anh chia sẻ rằng đây là động tác mà anh thường dùng để chơi đùa với đứa con trai bé bỏng của mình. Ngày 21 tháng 4 năm 2012, Ronaldo lần đầu tiên chỉ làng động tác ăn mừng Cana Cana. Anh chỉ vào ngực và rồi kêu gọi các cổ động viên hãy bình tĩnh, qua đó nhằm đảm bảo với người hâm mộ rằng anh sẽ hạ gục đại kình địch Barcelona trong trận cầu El Clasico kinh điển. Tháng 11 năm 2016, lấy cảm hứng từ bức tượng The Thinker của Auguste Rodin, Ronaldo thực hiện tình huống đưa tay lên cầm rồi nhìn thẳng vào máy quay sau khi hoàn tất cú hat-trick vào lưới Atletico Madrid. Hay mới năm ngoái, sau khi ghi bàn vào lưới Everton, Ronaldo đã đan hai tay vào nhau rồi chắp trước ngực, mắt nhắm và miệng thì nở một nụ cười. Lý giải cho kiểu ăn mừng này, Ronaldo tiết lộ nó được mô phỏng theo tư thế ngủ của anh trên xe buýt mỗi khi di chuyển cùng đội bóng, qua đó gửi đến thông điệp rằng anh luôn cố gắng giữ một lối sống khoa học để trở nên sung mãn nhất dù đã bước sang tuổi 38. Quay trở lại với siêu, không cần phải mô tả quá chi tiết nhưng có lẽ người hâm mộ bóng đá không thể quên được khoảnh khắc Ronaldo đưa bóng vào lưới rồi chạy ra góc khán đài, thực hiện một động tác bật cao, xoay người đáp đất, hướng dòng chữ Ronaldo bảy trên lưng áo về phía máy quay cùng với hai cánh tay dang rộng, còn miệng thì hét siêu thật to. Trên khán đài, hàng chục ngàn cổ động viên cũng hò theo như vừa mới bắt gặp một hình ảnh vốn đã quá đỗi thân thuộc. Theo tiết lộ từ chính Ronaldo, tình huống siêu đầu tiên của anh bắt nguồn từ một trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải 2013-2014 diễn ra trước Real Madrid và Chelsea trên đất Mỹ. Tôi đã ghi bàn thắng trong chiến thắng 3-0 giai đoạn tiền mùa giải và tôi nghĩ đó là thời điểm nó ra mắt. Thực sự tôi cũng không biết nó đến từ đâu. Thành thật mà nói, nó đến theo một cách rất tự nhiên. Kể từ đó, tôi bắt đầu thực hiện nó một cách thường xuyên và có cảm giác rằng hễ mọi người nhìn thấy nó thì cũng đồng loạt hô theo Cristiano, siêu. Lúc đó tôi thầm nghĩ, chà, mọi người nhớ đến tôi vì điều đó. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong những lần tới. Trong tiếng Tây Ban Nha, si hay là siêu có nghĩ là yes, cảm xúc vỡ òa khi bạn vừa thực hiện thành công một điều gì đó và cảm thấy hạnh phúc với nó. Trong trường hợp của Ronaldo là điền tên mình lên bảng tỷ số,
dần dà đây trở thành một hình ảnh mang tính biểu tượng của siêu sao sinh năm 1985. Đặc biệt là sau khi anh kết thúc màn phát biểu trong buổi lễ trao giải quả bóng vàng 2014. Ngay cả ở những bàn thắng trong những trận đấu bình thường thì kiểu ăn mừng của Ronaldo cũng mang đến cho nó sự thú vị cần thiết. Thậm chí không cần phải trực tiếp theo dõi những trận đấu của các đội bóng mà Ronaldo đã đi qua. Mỗi ngày thức dậy nhìn thấy hình ảnh của Ronaldo và động tác ăn mừng quen thuộc xuất hiện trên khắp các mặt báo, nhiều người lập tức hiểu được điều gì đã xảy ra đêm hôm trước. Tất cả những động tác đặc trưng của Ronaldo luôn gây sốt đến nỗi thường xuyên xuất hiện trong các tựa game của FIFA hàng năm. Song vẫn không có màn ăn mừng nào tái hiện ngoài đời thực nhiều như siêu. Đó là một cảm xúc thuần khiết đến mức tôi không thể kiểm soát được. Mọi chuyện cứ thế diễn ra như vậy, Marco Zucic chia sẻ vào tháng 1 năm 2019 sau khi sử dụng siêu để ăn mừng bàn thắng vào lưới FC Sầm Gơ. Tuyển thủ người Serbia tiết lộ thêm: "Tôi đặc biệt ngưỡng mộ Ronaldo. Anh ấy là một hình mẫu tuyệt vời bởi nỗ lực hàng ngày và làm mọi thứ hết mình trong quá trình phát triển sự nghiệp. Tôi thích thái độ sống chuyên nghiệp và sự ưu tiên của anh ấy đối với bộ môn này. Messi có thể là cầu thủ tài năng hơn, nhưng Ronaldo là người đã không ngừng cố gắng để có tất cả." Zucic không phải là người duy nhất đã mượn cách ăn mừng thương hiệu của Ronaldo trong suốt những năm qua. Còn nhớ tháng 10 năm 2019, sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid, Emmanuel Dennis đã sử dụng kiểu ăn mừng này nhằm đưa hình ảnh của Club Brugge đến với đấu trường châu Âu. Ngay cả người đồng đội thân thiết của Ronaldo là Sergio Ramos cũng chọn tái hiện lại hình ảnh của anh trong các bàn thắng vào lưới Atletico Madrid và Osasuna. James Ward-Prowse của Southampton đã dùng cách ăn mừng này trong một số thời điểm ở mùa giải 2019-2020, hay ở trận cầu với Andorra tại vòng loại World Cup vào tháng 9 năm 2021. Jesse Lingard đã chào đón Ronaldo sau khi anh trở lại Man United bằng chính kiểu ăn mừng chữ danh của chân sút này. Trong một bài viết vào năm 2022, Athletics thậm chí còn gắn những động tác ăn mừng đặc trưng của Ronaldo cùng hình ảnh những đòn kết liễu của những võ sĩ bộ môn đô vật biểu diễn WWE, thứ luôn khiến những đứa trẻ thích thú bắt chước, còn những người xem thì ra sức ủng hộ như một phần văn hóa của bộ môn này. Siêu cũng vậy, cũng đang dần trở thành văn hóa mỗi khi lập công của các cầu thủ, nếu những tình huống WWE là động tác cho người xem dự đoán được điều gì sắp xảy ra. Thì siêu không chỉ cho các tín đồ bóng đá hòa cùng bàn thắng mà còn làm sống dậy những hình ảnh tương tự đã ăn sâu trong họ, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và tương lai. Hành động này còn truyền cảm hứng cho các thế hệ kế thừa, hẳn tất cả những đứa trẻ có niềm đam mê với bộ môn thể thao vua nói chung và có chung một hình mẫu để nói theo là Ronaldo nói riêng, thì động tác này sẽ được lặp đi lặp lại để thôi thúc họ hướng đến những giá trị của người tiền bối. Khoan hãy bàn đến chuyện giữa Ronaldo và Messi ai là cầu thủ vĩ đại hơn. Những người công tâm nhất sẽ dễ dàng nhận thấy rằng nếu Messi là một tài năng thiên bẩm thì thành công của Cristiano Ronaldo phần lớn đến từ thành quả của sự khổ luyện. Quả thực anh đã nỗ lực rất nhiều để minh chứng hình ảnh của một siêu anh hùng trong thế giới bóng đá, từ vóc dáng, thói quen sinh hoạt, phong cách thi đấu đến từng cử chỉ động tác ở những tình huống sút phạt hay ăn mừng. Ronaldo cho thấy sự say sưa, niềm đam mê để theo đuổi bóng đá, để duy trì phong độ và vị thế của mình ở trên đỉnh cao. Và đó chẳng phải là động lực, là mục tiêu của các cầu thủ trẻ hay sao? Nói một cách đơn giản, Cristiano Ronaldo là một tấm gương cần hướng đến, còn siêu chính là một hình ảnh nhằm đánh dấu chặng đường hướng đến hình mẫu ấy. Lấy ví dụ từ tình huống ăn mừng của Rodrigo, như đã chia sẻ, thần tượng của anh không ai khác là Ronaldo, còn kiểu ăn mừng để anh ghi dấu trong ngày Real Madrid tiến vào bán kết Champions League chính là kiểu ăn mừng huyền thoại ấy. Siêu